Em Linh Sam Bắc Giang xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay em lại tiếp tục lên chia sẻ một số giò lan rừng tại vườn em Thuần ấy chị nhá. Địa chỉ bán hàng bên em là ở Việt Yên Bắc Giang. Số điện thoại liên hệ của em là 0984 282 911. Anh chị có thể kết bạn Zalo và gọi trực tiếp cho em anh chị nhá. Đầu tiên em xin đi chia sẻ vào bạch nhạn. Bạch nhạn là hàng rừng, hàng bóc rừng anh chị nhá. Đó, khi mà mới về thì nó rất là héo và vàng. Đây em Thuần này, bắn rễ rất là đẹp như thế này anh chị này. Em đặt đây là bạch nhạn 1 anh chị nhá. Bạch nhạn 1 đây này. Những cái cây này nó cũng chuẩn bị ra bông anh chị nhá. Đây này. Đó. Cây này thì đang có ngồng bông anh chị này. Đó, được một phân. Đó, ngồng nụ nhá. Bạch nhạn 1 anh chị lên cho em là 160.000 anh chị nhá. Giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Bạch nhạn 1. Tiếp theo, em qua bạch nhạn 2. Cây nó khá là to. Rất là đẹp anh chị ạ. Thuần lâu lắm anh chị. Lâu lắm nó mới bắn rễ ra được như thế này, mới về ở rừng về nó héo lắm. Đấy, Thuần bắn rễ đẹp, về anh chị chỉ việc treo lên chơi thôi anh chị nhá. Bạch nhạn 2 cũng có 3 thân. Đó, đầu rễ này anh chị này. Anh chị yên tâm nhá, em gửi là vẫn nguyên như thế này, anh chị về chỉ việc treo lên chơi thôi. Đó. Bạch nhạn 2. Em xem nào. Những con này là nó chưa ra nụ thôi, còn những cái cây này là cây trưởng thành hết anh chị ạ, nó rất là to. Bạch nhạn 2 anh chị cũng lên cho em là 160.000 anh chị nhá. Đấy, bắn rễ là như thế này. Đó, không phải Thuần nó được hết đâu anh chị ạ. Thuần nó cũng bị chết nhiều đấy ạ. Đó. Bạch nhạn 2 cũng lên cho em là 160. Tiếp theo em lên bạch nhạn 3. Bạch nhạn 3 anh chị này, nụ này anh chị này. Đó, nụ này. Cái này nụ này, cái này cũng nụ này anh chị này. Đó. Nhí rễ đẹp chưa anh chị này. Đấy, bắn rễ. Đã bắn được rễ ra như thế này rồi, anh chị chỉ việc treo lên chơi thôi. Đấy. Cái cây nó bây giờ là bắt đầu phát triển rất là mạnh anh chị nhá, rễ này. Đó. Bạch nhạn 3 anh chị lên cho em là 140.000 anh chị nhá. 140.000. Bạch nhạn 3 này nó nhỏ hơn hai chậu đầu tiên anh chị nhá. Đó, nuôi được một cây to hàng rừng rất là lâu anh chị ạ. Đấy. Đó, bắn rễ đẹp chưa ạ? Đấy, rất là đẹp nhá. Bạch nhạn 3. Tiếp theo, em qua chồn anh chị nhá. Em qua chồn. Bạch nhạn 3 140. Chồn này. Đây là chồn 1 anh chị nhá. Chồn 1 cây rất là to anh chị ạ. Cây này nuôi được một cây chồn to như này lâu lắm ạ. Đấy, nó có ngồng bông này. Chậu này có 3 thân anh chị nhá. Chậu này có 3 thân. Đó. Anh chị lên chồn 1 cho em là 170.000 anh chị nhá. Chồn 1 170. Đó. Cây rất là to luôn anh chị ạ. Đấy, có một cái cây này nhỏ thôi, còn hai cây này rất là to đây này. Anh chị này em Thuần này. Chồn này Thuần lâu ra rễ lắm anh chị ạ. Rất là lâu đây này. Nó bám vỏ thông anh chị này. Nó bám vỏ thông và sơ dừa này. Đó, chồn 1 anh chị nhá. Em tiếp theo, em qua chồn 2. Chồn 2 này cũng đang bông này anh chị này. Đấy, đang có ngồng bông này anh chị này. Đấy, đuôi chồn mà, đuôi chồn nên là ra hoa ngồng bông rất là dài, tầm khoảng độ 20 cm đổ lên anh chị ạ. Cái cần bông của nó tầm 20 cm đổ lên. Chậu này có 2 4 thân anh chị nhá. Thuần không phải được hết đâu. Đây. Đấy, nó bắn rễ rất là đẹp. Chồn 2, chồn 2 anh chị lên cho em là 130.000 anh chị nhá. Đây cái cây xếp rất là đẹp này, đang có ngồng bông. Chồn 2 anh chị nhá. 130. Em qua chồn 3. Chồn 3 rất là to luôn anh chị này. Cây rất là to luôn ạ. Đó, chồn 3. Đây đầu rễ này anh chị này, nhìn đầu rễ như con rắn luôn. Đây và đang có nụ này anh chị. Đó. Cái cần bông này, những cái con này phải dài tầm khoảng độ 30 cm đổ lên anh chị nhá, những cái cây chồn to như thế này. Chồn này là chồn 3 cho em. Chồn 3 anh chị lên cho em là 200.000 anh chị nhá. 200.000 cái chậu chồn này ạ. Đấy, to lắm anh chị ạ. Rất là to và cầm rất là nặng. Đấy, chồn 3. Chồn 4 anh chị này, cái cây này xếp đẹp chưa anh chị? Rất là đẹp luôn. Có 3 thân anh chị nhá. Đấy, chậu này anh chị lên cho em là 120.000 anh chị nhá. Đấy, chồn 4 120.000. Bắn rễ hết rồi anh chị này. Đó, đẹp chưa? Nói chung là ít nhất phải khoảng gần 1 năm mới ra được cái rễ như thế này anh chị ạ. Em Thuần lâu lắm rồi ấy. Đấy. Đẹp chưa anh chị này? Cái cây rất là đẹp, xếp rất là đẹp nhá. Em qua chồn 5 này. Chồn 5. Chồn 5. Chồn 5 cái cây này xếp rất đẹp anh chị này. To này. 2 4 5 thân. Đấy, 5 thân. Chồn 5 này anh chị lên cho em là 130.000 anh chị nhá. 130.000 cái chậu chồn này. Đây anh chị nhìn rễ bộ rễ này. Đấy, bộ rễ chồn này. Đấy, nó bám vỏ thông đây này. Đó. Chồn 5 anh chị nhá. Và tiếp theo, em qua một chậu hoàng nhạn anh chị nhá. Hoàng nhạn này em bán đây là hoàng nhạn tháng 4 bởi vì nó nhỏ như này cũng chưa biết là tháng 4 hay tháng 8 anh chị nhá. Báo hoàng nhạn tháng 4. Đây em Thuần rễ này rất là đẹp này anh chị này. Đấy, chậu này có 5 thân. Hoàng nhạn. Anh chị lên cho em là 180.000 anh chị nhá. Hoàng nhạn. Rồi tiếp theo,
Giá em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển đấy chị nhá. Em qua một chậu sóc, em có một chậu sóc này anh chị này. Chậu sóc, sóc này thuần khó hơn cả chồn anh chị ạ. Nó ra rễ rất là đẹp như thế này này anh chị. Mới ở rừng về nó rất là tím, tím và héo anh chị ạ. Đó. Chậu sóc này anh chị lên cho em là 200 nghìn anh chị nhá. Chậu sóc này. Đấy. Sóc. Đuôi sóc đấy ạ. Tiếp theo em qua đuôi chồn. À quên, đuôi cáo anh chị ạ. Đây là đuôi cáo anh chị nhá. Đây có cái ngồng, ngồng rất là dài anh chị này. Đấy, cái cây này ngồng rất là dài. Đó. Xếp này anh chị này. Anh chị nhìn bộ rễ này. Em thuần. Thuần cũng khá lâu rồi nó mới được bộ rễ như này anh chị nhá. Đấy, về anh chị trẻ về chỉ việc treo lên chơi thôi anh chị này. Đó, ở bên trong là rễ đan xen ở mãi bên trong nữa, rất là nhiều anh chị nhá. Đấy. Chậu chậu cáo này nhá. Đây là đuôi cáo, đuôi cáo. Chậu cáo Cao Bằng. Đấy, hàng đây là hàng rừng khai thác anh chị ạ. Đấy. Anh chị lên cho em chậu cáo này là 200 nghìn anh chị nhá. Đấy, anh chị về anh chị chơi bông luôn này anh chị này. Này, cái cần cần bông rất là dài luôn. Phải tầm khoảng độ 30-35 cm đấy ạ. Đấy, cái chậu cáo này. Cáo rất đẹp nha anh chị này. Chậu cáo này. Đó. Tiếp theo anh chị này, em có cái chậu tam bảo sắc này, em thuần này, nó bắn rễ rất là đẹp này. Đấy, nó đang bắn rễ ra anh chị nhá. Và nó có cái ngồng bông đẹp quá này anh chị. Em chia sẻ một chậu thôi. Đấy. Ngồng bông này. Đó, ngồng bông dài cho anh chị này. Đấy, cái con này bị mất đọt rồi này. Đó, ngồng bông này, dài cho anh chị. Đó, chậu này anh chị lên cho em chậu tam bảo sắc này nhá. Có mấy thân đấy ạ. Đấy, chậu này em cũng thuần, nó bắn rễ rồi anh chị nhá. Anh chị về chỉ việc treo lên chơi thôi. Chậu này anh chị lên cho em 200 nhá. Tam bảo sắc. Đấy, ngồng bông này. Một gang hai găng tay. 40 sen này. Anh chị này. Đó. Đấy, chậu tam bảo sắc nhá. Đó, tam bảo sắc này em cũng chưa biết là nó màu hoa gì đâu. Đấy, em thuần lên nó. Đây nó đang đang bông như thế này này. Đấy, bông dài chưa? 200 anh chị nhá. Và đây là chậu tam bảo sắc số 2 này anh chị này. Đấy, ngồng bông này. Đó. Em thuần nó bắn rễ rất là đẹp như thế này anh chị. Có này 1 2 3 4 5 6 ngọn đây anh chị. 6 ngọn, có một cái ngọn này chưa được đẹp đâu anh chị nhá. Đó, em soi rất là kỹ anh chị này. Chậu này anh chị lên cho em là 180 nghìn anh chị nhá. Em gửi cả chậu cho anh chị luôn. Đó. Về anh chị chỉ việc treo lên chơi thôi, hàng em thuần nhá, em thuần tại vườn nhà em này. Đó. Rồi tiếp theo, đây là tam bảo sắc 2 anh chị nhá. Và em lên một chậu quế. Một chậu quế lá xếp này anh chị này. Quế xếp rất là đẹp. Đấy. Quế xếp rất là đẹp, có 5 thân anh chị nhá. Đó. Chậu quế này, anh chị lên cho em 350 nha anh chị nhá. Đấy, anh chị để ý kỹ nhá. Đó, anh chị ưng thì anh chị báo em ạ. Anh chị liên hệ với em Linh San qua số điện thoại 0984 282 911. Rồi em xin kết thúc video tại đây anh chị nhá. Rồi em xin kết thúc clip tại đây.